Và khi Việt Nam tham gia vào TPP, theo đánh giá của các chuyên gia thì logistics sẽ nằm trong các lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực từ hiệp định này và được hưởng lợi ngay lập tức. Bởi việc mở cửa thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng chính là điều kiện tiền đề cho việc mở rộng nhu cầu vận chuyển, cung ứng và kho bãi, khiến các dịch vụ logistics phát triển mạnh. Công ty Logistics ITL mỗi năm thu khoảng trên 2.000 tỷ đồng từ hoạt động vận tải. Biết tin Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã kết thúc đàm phán, doanh nghiệp này kỳ vọng doanh thu sẽ tăng cao trong thời gian tới. Công ty Logistics Việt Nam có thêm nhiều công ăn việc làm hơn, có nhiều lượng hàng để xuất nhập khẩu hơn và cho phép là nhờ có cái lượng hàng tăng lên thì giá thành vận tải sẽ giảm xuống hơn. Đó là cái điều tốt cả cho doanh nghiệp chúng tôi, tốt cả cho những công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam. TPP cũng sẽ là cơ hội vàng để các doanh nghiệp logistics Việt Nam tận dụng cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng trong khu vực, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thủ tục hải quan khai báo cũng phải chuyên nghiệp hơn, phải có hệ thống tốt hơn, rồi cung cấp cho dịch vụ về kho bãi cũng phải đạt những tiêu chuẩn quốc tế hơn, thay vì việc là hệ thống kho bãi kém như hiện nay. Tóm lại, tất cả các cái chuỗi cung ứng của bạn đối với khách hàng đều phải đạt tiêu chuẩn tốt hơn. Hiện nay, chi phí cho hoạt động logistics tại Việt Nam đang chiếm đến 25% GDP, trong khi tại các nước phát triển, tỷ lệ này chỉ từ 10 đến 13%. Do vậy, nhiều chuyên gia cho rằng việc tham gia vào TPP sẽ giúp giảm chi phí logistics, góp phần tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa quốc gia.